Em xin lỗi anh nha. Anh đưa lộn tờ rồi. Thôi đưa lộn thiệt chứ bộ. Nít đi chà. Sao nó nhắn? Không có ba. Cái này con nghĩ là đánh vẹt ni lên là sẽ đẹp lắm đó ba. Phải hả? Nè, không bây giờ sẵn tiện tay ông đánh vẹt ni luôn đi nha. Vẹt ni hả? Ừ. Làm lại, bày đặt ngồi xuống. Nhìn tôi biết mày có cô có dùng không? Có dùng vô anh đó. Chứ sao được rồi. Dùng bạc rồi. Rồi nghe. 2 3 Anh từ từ. Lên anh nặng quá. Em tổ á, mình để xuống dưới mình kéo nó qua dễ hơn đó. Rồi, quá. Thôi nè. Cái gì vậy ba, đem diễn là tự nhiên. Nó dễ sao mà. Anh rảnh quá à, đang diễn đó. Xin lỗi anh Vũ. Có thể anh là Vũ rủng tết với ai đó thì em không biết. Nhưng mà với em thì anh chắc chắn là Vũ thần thánh, anh biết không? Mệt quá à, nhanh lên nhanh lên. Nhưng mà thấy bả xì rồi nè. Có xì đâu, anh xì chứ thì có, em cười được mà. Ok. Đa Đa thấy cổ nó gồng không? Thấy. Gồng mặt không? Rồi ok, kìa, đừng có địch nha ông nội. Đi ra khỏi nhà trước khi hai người anh Hồng về. Chuyện nữa hay sao? Quá một tội mà. Không tin luôn, không tin luôn. Quá xin lỗi, mặt cứng quá. Mặt cứng. Vậy hình như ổng không muốn công ty mình phát triển nữa hay sao đó. Trời ơi. Ba nghe nè, dân là của em. Xin lỗi, mặt cứng. Nghiêm cũng là của em. Cứ gà đó. Chào mừng quý vị đến với tập chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Dân nghiêm cũng là cứ thà hả? Trời ơi, nó bị đớp mà cho nó bắt đầu làm MC. Cứ gà dân. Chào mừng quý vị đến với trò chơi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với trò chơi được mang tên Kích Thước Kỳ Diệu. Dạ ai? Ủa ta diễn đó. Sao nói gì xong nói tiếp đi sao? Ừ, quá lâu rồi thì chúng ta sẽ đến với trò chơi. Ờ, vậy rồi. Sao diễn đó. Diễn đó mà. Quá. Anh Hùng ơi, dạ. Không phải là kẹo viên mà là kẹo que vậy. Kết rồi. Kết phim rồi, nó còn chọn nữa. Kết rồi. Sự tổ chức ngày hôm nay là thích hợp nhất. Cái gì đó. Ừ. Đúng rồi, em lớn quá, slow xíu. Yeah. Mình lớn chết rồi. Phải giả bộ diễn vậy mới là trời ơi. Đón xem sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Ngôi Sao Khoai Tây.